Xin chào các bạn. Video này mình xin hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể tắt chia sẻ cái camera của mình cho người khác. Thì ở đây là mình đang có camera của mình đấy. Đây là cái điện thoại mà được chia sẻ. Còn đây là điện thoại sở hữu camera của mình. Thì mình sẽ vào ứng dụng EZVIP. Ở đây các bạn có thể thấy là cái camera của mình đây. Mình đang chia sẻ ra cái này. Đấy. Thì các bạn có thể ấn trở về nút mũi tên trên này. Và ở dưới này các bạn có thể thấy nút cái hình người đấy. Mình ấn vào đây. Ở đây bạn nhìn thấy là phần chia sẻ của tôi. Các bạn ấn vào phần chia sẻ của tôi. Thì trên đây nó sẽ hiện ra những cái số điện thoại và tài khoản mà mình đã chia sẻ. Mình muốn hủy chia sẻ cho một tài khoản nào đó thì mình sẽ ấn vào cái tài khoản đấy. Và ấn xóa. Ấn đồng ý. Ok, vậy là mình đã ngừng chia sẻ cho cái này. Và bây giờ mình sẽ thoát cái này ra mà xem. Ok, vậy là mình đã ngừng chia sẻ số điện thoại khác thành công. Chúc các bạn thành công. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn có thể comment dưới video này, mình sẽ trả lời cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.